Chào quý khách, sau đây HomeKit xin gửi đến quý khách hướng dẫn cách đăng ký tài khoản trên ứng dụng TT Lock khi bắt đầu sử dụng khóa vân tay 5 trong một AB12T. Khóa vân tay AB12T hoạt động dưới sự quản lý của ứng dụng TT Lock trên điện thoại. Vì vậy quý khách cần phải tải và tạo tài khoản người dùng để sử dụng ứng dụng. Sau khi tải ứng dụng, truy cập ứng dụng, quý khách chọn đăng ký để đăng ký tài khoản người dùng TT Lock. Ở giao diện đăng ký tài khoản, Quy khách có thể tùy chọn giữa email hoặc số điện thoại đăng ký. Quy khách nhập email hoặc số điện thoại, sau đó nhập mật khẩu và xác nhận mật khẩu. Nhấn nút lấy mã để lấy mã xác nhận đăng ký. Mã này sẽ được gửi về tin nhắn hoặc email tùy vào phương thức đăng ký của quý khách. Sau đó điền mã xác nhận vào ô. Sau khi điền đầy đủ thông tin, chọn đăng ký. Sau khi đã đăng ký tài khoản thành công, ứng dụng sẽ tự động đăng nhập. Quý khách có thể sử dụng tài khoản với tên đăng nhập là email hoặc số điện thoại đăng ký để có thể đăng nhập cho lần sau. Trên đây là hướng dẫn cách đăng ký tài khoản trên ứng dụng TT Lock khi bắt đầu sử dụng khóa vân tay 5 trong một AB12T. Cảm ơn quý khách đã lắng nghe. Chúc quý khách có những trải nghiệm tốt nhất với sản phẩm của chúng tôi.